Hello, em ấy xin chào các chị. Em ấy đã quay trở lại livestream và ngày hôm nay thì em sẽ không giới thiệu với các chị về những cái liệu trình trị liệu giống như là spa nữa, mà bởi vì có rất là nhiều những chị yêu cầu là muốn hỏi về những cái sản phẩm dưỡng da tại nhà, thì ngay đây em muốn giới thiệu cho các chị một bộ lắp gôn. Đây là bộ sản phẩm mà em tâm đắc nhất, là giúp cho các chị có thể dưỡng da tại nhà. Và với cái bộ lắp gôn này thì các chị có thể chống lại toàn bộ cái quá trình lão hóa da, có thể nói là mạnh nhất hiện nay trên thị trường dược mỹ phẩm. Cái sản phẩm này thì nó được nghiên cứu rất là công phu bởi những nhà khoa học của December, và họ đã chia ra làm 3 cái lọ sản phẩm như thế này. Lọ kem đầu tiên em muốn giới thiệu với các chị đó là lọ kem mắt. Cái kem mắt này của dòng mượt dược mỹ phẩm December thì chiết xuất chủ yếu là cái chi hạt phỉ. Cái với những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ có tác dụng là tái sinh lại cái làn da vây quanh cái vùng mắt của các chị rất là hiệu quả. Và đặc biệt là nó có chiết xuất thêm cái dịch nhầy ốc sen thì giúp tăng cái đàn hồi ở những cái vùng da mà đã bị chảy xệ trùng nhão, gây ra những cái nếp nhăn ở trên vùng da mắt của các chị. Thêm nữa thì cái thành phần chính của trong cái bộ sản phẩm này của nó là vàng. Cái vàng thuần 99,9% này nó sẽ giúp chống lại toàn bộ cái quá trình lão hóa trên vùng da mắt của các chị. Đó. Tiếp theo nữa em muốn giới thiệu đó là cái serum. Serum này thì hoàn toàn là 100% chứa, chủ yếu là 99,9% là vàng thuần. Và cái vàng này là vàng hồng. Có thể nói là trên thị trường vàng thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những cái hãng mà liên quan đến việc mà sản xuất mỹ phẩm bằng vàng. Nhưng mà một trong những cái dòng sản phẩm và có thể nói là tên tuổi nhất của December thì nó mạnh nhất về những cái sản phẩm liên quan đến vàng. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ là làm săn chắc những cái phần lỗ chân lông. Những cái phần lỗ chân lông to của các chị hay là những cái phần mà da không được mịn màng thì những cái serum như thế này các chị có thể làm săn chắc lại những cái phần lỗ chân lông như vậy. Và đặc biệt là với những cái kết cấu vàng như thế này thì nó lỏng như nước và chúng ta có thể là thẩm thấu ngay vào da của các chị, giúp cho da của các chị nó được ngấm hết toàn bộ sản phẩm mà không đọng lại ở trên bề mặt da. Cái sản phẩm này thì nó có khả năng thẩm thấu đến lớp hạ bì của da và giúp tăng sinh lại những cái lượng collagen, elastin và những cái vitamin và khoáng chất cho cái vùng da bị lão hóa của các chị. Tiếp theo nữa thì trong cái bộ này thì em ấy muốn giới thiệu đó là chính là cái kem. Cái kem này thì có 50g thôi nhưng mà nó có một cái tác dụng thần kỳ. Cái kem này chất rất là thơm, mịn. Cái kem sản phẩm này thì nó là một cái màng bảo vệ da rất là vững chắc, giúp cho da chống lại toàn bộ cái quá trình lão hóa khi mà bị tác động bởi những cái ánh nắng mặt trời, bởi những cái thời tiết, khí hậu và những cái bụi bẩn ở bên ngoài môi trường tác động vào vùng da của các chị, gây ra tình trạng mà lão hóa da. Thì với những cái sản phẩm như thế này thì da của các chị nó sẽ mịn như nhung như lụa luôn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này cho các chị để các chị biết được những cái cách mà có thể sử dụng cái sản phẩm này như thế nào. Đây là gương mặt của em Huế đã được làm sạch rồi. Và bây giờ thì em sẽ test trực tiếp lên trên gương mặt của em để cho các chị nhìn rõ cái hiệu quả của sản phẩm nha. Cái sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng ngày 2 lần, buổi sáng 1 lần và tối trước khi đi ngủ 1 lần. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái chai serum trước. Cái chai serum này thì nó chiết xuất từ chủ yếu từ rau má, galactomycin được lên men tự nhiên và 6 loại thảo mộc được cấp bằng sáng chế ở tại Pháp, đặc biệt là vàng thuần 99,99%. Thì với cái sản phẩm này thì nó sẽ làm nhanh chóng, làm cho những cái vùng da của chúng ta được mềm mại, mịn màng và thẩm thấu vào da một cách nhanh nhất. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ đổ ra tay một lượng như thế này cho em. Chúng ta sẽ đổ ra tay một lượng nhỏ thôi để chúng ta có thể bôi trực tiếp lên trên bề mặt da. Đây, mỗi một lần chúng ta sẽ sử dụng một lượng nhỏ serum như thế này, bôi trực tiếp lên trên bề mặt da. Khi mà bôi vào thì các chị sẽ thấy là có một cái cảm giác nó mềm, nó rất là mềm, mềm như nhung như lụa luôn nha các chị nhá. Đó. Và chúng ta sẽ bôi đều quanh vùng mặt của các chị để giúp cho cái kem nó thẩm thấu toàn bộ vào vùng da mặt. Đầu tiên là chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc là chúng ta sẽ bôi serum lỏng trước, sau đó thì những cái phần mà kem đặc thì chúng ta sẽ bôi sau nhé các chị nhé. Sau khi bôi xong thì các chị sẽ vỗ vỗ nhẹ như thế này cho em Huế này. Chúng ta sẽ vỗ nhẹ như thế này cho em để giúp cho cái chất kem nó thẩm thấu vô da của các chị. Đặc biệt cái sản phẩm này thì được các spa, các thẩm mỹ sẽ sử dụng rất nhiều để cho những cái liệu trình mà khách hàng điều trị ở tại spa và thẩm mỹ mang về nhà và sử dụng giống như một cái set cá nhân đa năng. Tức là những cái sản phẩm như thế này thì đối với cái da nào của các chị mà có dấu hiệu
sạm, xỉn màu, da bị lão hóa, da bị trùng nhão, chảy xệ, da cần phải cải thiện những cái vấn đề liên quan đến nếp nhăn, thì các chị sử dụng cái bộ sản phẩm này cực kỳ là hiệu quả, cực kỳ là hiệu quả. Em hãy nhắc lại nha. Đó, sau khi chúng ta sẽ vỗ cái serum vào da xong thì bước tiếp theo là các chị sẽ sử dụng đến cái kem này cho em. Kem này rất là thơm này. Cái kem này em mới nhắc lại này, kem này của nó thì chiết xuất chủ yếu là từ thành phần thực vật với một cái tỷ lệ vàng được các nhà khoa học người ta nghiên cứu rất là kỹ, người Pháp người ta nghiên cứu rất là kỹ và đưa ra thị trường theo cái đúng cái tỷ lệ vàng. Đó, chủ yếu cái sản phẩm này nó chiết xuất từ squalid được lên men và chiết xuất từ nước vàng, chiết xuất từ cây bồ đề. Đó, những cái thành phần rất là quý hiếm ở trên thế giới. Thì khi mà các chị sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy rằng da của chúng ta nó sẽ có một cái sự thư giãn rất là thơm, tức là mùi rất là thơm, nên là buổi tối các chị sử dụng thì chúng ta cảm thấy rằng là da của chúng ta được thư giãn, được relax giống như là các chị đi spa. Đó, rất là mềm, rất là mịn và đặc biệt là cái chất kem nó sẽ là thẩm thấu vô da của các chị, tạo thành một cái lớp màng bảo vệ bên ngoài, giúp cho da của chúng ta nó sẽ có cái sự đàn hồi tốt đó, và chống chọi lại toàn bộ những cái tác động ở bên ngoài môi trường xâm nhập, làm cho cái vùng da của chúng ta nó không bị những cái quá trình lão hóa da từ bên ngoài nhé các chị nhé. Đó, sau khi bôi xong cái kem này thì các chị sẽ vỗ nhẹ kem, chúng ta chấm đều 5 điểm, sau đó chúng ta sẽ vỗ nhẹ để cho toàn bộ cái chất kem nó sẽ thẩm thấu vô da của các chị. Đó, nó sẽ thẩm thấu vô da của các chị để giúp cho cái vùng da của chúng ta nó sẽ được căng mướt, bóng mịn nha các chị nhé. Rồi, xong rồi, rất là đơn giản. Và cuối cùng, đấy là cái bước thứ cuối cùng, đó là chúng ta sẽ sử dụng đến cái kem mắt. Cái kem mắt này thì chúng ta sẽ sử dụng vào lớp sau cùng, sau bước dưỡng da, sau bước serum và sau bước kem. Chúng ta sẽ lấy một chút thôi, sau đó thì các chị sẽ bôi vào vùng mắt cho em. Đó, bôi ở vùng dưới mắt. Chúng ta sẽ lấy cái ngón tay sử dụng vuốt lên trên cái vùng trên để giúp cho toàn bộ cái vùng mắt của các chị nó sẽ cải thiện được những cái thâm quầng, những cái bọng mỡ và những cái nếp nhăn ở quanh vùng mắt của các chị. Ta sẽ vuốt cả trên cả dưới theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Đó, ta sẽ vuốt như thế này ở hai bên đều làm tương tự như nhau. Các chị thấy không ạ? Thực ra chúng ta thực hiện những cái bước dưỡng da ở tại nhà rất là đơn giản thôi, nhưng mà chủ yếu là cái sản phẩm mà các chị sử dụng lựa chọn nó phải là một trong những cái sản phẩm mà nó có thành phần chống oxy hóa mạnh, thì lúc đó thì da của các chị nó mới thích ứng được với sản phẩm và hiệu quả của sản phẩm đạt nó sẽ cao. Rồi, ngoài ra thì các chị có thể vuốt vào cái phần rãnh mũi má này. Đó, chúng ta sẽ bôi cái phần còn lại vào cái phần rãnh mũi má và hai bên rãnh mũi má này. Cái phần này, những cái phần mà dễ tạo thành nếp nhăn ở trên gương mặt thì chúng ta có thể bôi thêm cái kem mắt này để giúp cho nó lấp đầy được những cái nếp nhăn ở quanh cái gương mặt của các chị. Đó. Rồi, vậy là em ấy đã thực hiện xong tất cả những cái bước dưỡng da cơ bản với cái bộ Lắc Gôn. Bộ Lắc Gôn này là một trong những cái bộ mà em khuyên những cái chị nào mà da bị những cái dấu hiệu lão hóa hoặc là da đã bị những cái dấu hiệu lão hóa rất là mạnh rồi thì các chị nên sử dụng cái bộ Lắc Gôn này. Giá bán là 2,9 triệu và chúng ta có thể sử dụng được tầm khoảng 4 đến 5 tháng ở tại nhà nha các chị nha. Một ngày chúng ta sẽ dưỡng làm 2 lần theo đúng các thứ tự mà vừa rồi em Huế đã giới thiệu cho các chị. Chúc các chị sẽ luôn luôn xinh đẹp và sẽ tìm được cho mình những cái sản phẩm thích hợp với làn da của mình để luôn luôn trẻ đẹp nha các chị nha. Bye bye, hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.